Dạ Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn ạ. Vậy là nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các bà cô bác luôn. Rồi đây nè, ông bà cô bác ơi, Khánh vừa mới đi làm về luôn, cũng trễ rồi, giờ này cũng 8 giờ mấy rồi ông bà cô bác ơi. Thì bữa nay ở nhà là có nấu chè chuối rồi mẹ cũng có nói Trang điện thoại cho Khánh để vô nhà để lấy chè về cúng ông bà cô bác. Đây mẹ cũng mới vừa ăn cơm xong đây, mẹ mới vừa ăn cơm xong mẹ uống thuốc. Còn đằng sau kia kìa, đó đằng sau kia là Trang cũng đang múc chè luôn bà cô bác ơi, cũng tranh thủ lo múc để kêu về sớm để đi cúng á, cúng cho sớm. Còn ba bên đây nè bà cô bác, đó. Ba đây ba cũng ăn cơm xong rồi, giờ là chuẩn bị uống thuốc tiếp rồi. Giờ ba uống thuốc. Đó. Đây. Đó, uống thuốc này cũng trời tí đang làm gì để Khánh quay cái màn hình là đem bà cô bác. Rồi hai đứa con chào bà cô bác nè. Trời ơi, sao ăn mì, lấy cái ly mì lên con, đổ bây giờ. Đây để có từ bỏ lên. Tí nè, cầm ly mì này đem xuống sau con, cầm cho em đi. Bỏ xuống sau con, nhanh, để nó đổ nước ra cái là hư luôn á. Để kinh nghiệm tùm lum. Thôi con, trời ơi, con uống mì nữa. Con không được ăn vậy nha, ăn vậy là mập lắm á. Dẹp đem xuống sau đi con, đem rác xuống sau. Nhanh nhanh. Mốt không được ăn vậy nữa nha con. Nghe không? Nè sau ăn đàng hoàng té bây giờ con ăn đàng hoàng, đang sâu đang ngâm mà trời quay qua xong rồi múc chè xong hết rồi. Ghi hình chè mà quay qua cái là múc chè xong hết ông bà cô bác ơi. Rồi, giới thiệu xong cái là chè xong luôn, múc chè 1 phút 30 giây đúng luôn, 1 phút 30 giây luôn, một bịch chè đây về cúng nè mà cô bác ơi. Này nấu khoai mì ở nhà mình đó bà. Dạ, khoai mì với chuối. Đây, bịch chè này, bịch chè chà bá luôn. Rồi, tí sách thì đem ra. Tí sách ra xe cho bác Tư đi tí. Nén cho bác Tư. Sách cho bác Tư đi, rồi còn gì cho bác Tư ăn nữa không? Hả? Rồi máng lên xe đi, rồi xong đi rồi vô đây tí rồi kiếm. Sao có gì cho bác Tư không Sâu? Hả? Sao nè? Cái gì nè? Thôi bây giờ bảm rồi. Bác ơi, cái chuối vậy trời. À. Ăn chè, bữa nay mẹ cúng chè luôn hả mẹ? Dạ. Trời có nói con đâu mà dạ. Thôi có mấy trái nhà ăn rồi chi ấy nữa. Có mấy trái à, quýt này là mẹ đi chùa ở Đẳng á, về mà bà chùa ở Đẳng là cũng gửi cho nhà đây mà cô bác ơi. Đây đó, quýt nè. Quýt này là quýt đường không mà cô bác. Ôi, còn đây ở đây là muối, này là muối đậu phộng hả bạn? Dạ. Này muối đậu phộng hả? Muối đậu phộng chị Hiền ăn đó hả? Chị Hiền làm này ăn cơm đó phải không? Trời ơi chị ngoại chị vô cho ăn cù cò ăn đó mà cô bác. Trời 2 trái để nhà ăn. Mà thỉnh làng chùa mà cái lọc cũng vô. Rồi để những này lọc chùa, chùa gửi nè, bỏ tiếp tí ơi, đó từ chút xíu, có nữa, cầm từ đàng hoàng con, bỏ vô bịch nãy luôn, thôi trời ơi, bánh bía có 4 cái ăn 1 cái, còn 3 cái mà còn lấy bà nội kết rồi không lấy nữa đâu, quay đầu vô không tính lấy 1 cái nữa kìa bà cô bác. Bỏ vô bịch nha, kiếm rồi còn gì nữa không ạ? Ở nhà mẹ lấy thuốc mẹ uống rồi đi chứ mẹ để hoài. Uống gì? Uống rồi. Thuốc, mấy cái thuốc bổ đó. Giờ uống rồi. Hả? Nó uống đều á để quên cái uống bữa không à. Giờ hôm nay sáng cái ngũ cốc đó mẹ có lấy sữa tươi uống ăn không? Lấy chế sữa tươi vô á ăn ngon lắm. Không ngọt đó đã. Rồi cái đó đi tiểu đường nhưng mà còn ăn sữa ngọt nữa. Không, sáng ba ăn đi mấy đứa nhỏ rồi á. Sữa không đường nè, bỏ vô. Cái đó là chế sữa tươi vô ăn á. Không mẹ uống sữa ấy rồi chứ sữa rồi nó não. Ăn đó ăn ngon hơn sáng nhiều luôn á. Trời. Trời. Chị hai rồi hai đứa 3 đứa nhỏ qua ba anh gì hả bà? Đi qua bển nó chơi. Chị hai cũng đi qua bên anh gì anh ba bển. Anh chị ba bển nói chuyện. Nãy mẹ mới về chị hai mới đi đâu? Sau đâu rồi con? Sau lên đảnh kiếm gì hả? con đi về sớm đi đã. Để quay ghi hình chút xíu nữa giờ đi về. Ở đây có còn gì nữa không? À trời ơi, chuối mà mẹ lấy chuối đó mẹ nấu chè hả? Chuối cao mà. Chuối không? Hôm qua con thấy chuối cao mà. Rồi, tưởng nó lấy chuối cao. Thôi con, đừng ấy, con chơi với cái của em. Nè lên trên đằng trước nè ông bà cô bác. Trước là Khánh thấy cúng mẹ để trên trước. Đó. Phải không ạ? Nè đây nè ông bà cô bác, chè ở nhà mẹ cúng nè. Mẹ cúng xong rồi mẹ để đây. Này. À, cúng xong mình lại đẩy đây à. Mẹ nấu chè này ăn là chè này 2 ngày luôn không hư đúng không bà cô bác? Mẹ nấu đậm đà lắm. Còn đây đây nè cốm, cốm mẹ mua nè. Còn đây là mấy cái hồi nãy Khánh có nói đó, mấy cái ngũ cốc nè, ngũ cốc mà để ấy với sữa tươi á, sữa tươi ăn. Đây còn bên đây là thuốc cú nè, thuốc cú hổm là Khánh với Phong đi 2 anh em á, là đi xuống Cần Duộc ghi hình rồi mua đi thuốc cú nè, thuốc cú đây mà cô bác. Bữa mua nguyên một bao luôn 11 kg. Ở đây là bông ngò gai, bông ngò gai đây nó hình hơi mờ nè, bông ngò gai. Ơi bác Tư nghe con ăn quýt hả? Con ăn trái quýt của bác Tư, nó sâu lên lấy trái quýt của bác Tư ăn rồi này mẹ ơi. Rồi lên trên bịch lấy trái quýt ăn rồi. Trời ơi em không dám ăn hoài luôn. Đây, đây là ngũ chảo đây mà cô bác ơi. Bữa nay có một người cô ở Bình Dương có đem thuốc xuống con với mẹ. Đem bông ngò gai với ngũ chảo. Đây mà cô bác. Đây cũng nhiều bà con là có cái gì hay cái đấy là gửi đem về cho gia đình. À, bên đây bông ngò gai này cũng là thuốc cú luôn nè, thuốc cú này thơm phức nè. Để có gì Khánh cũng đem về dưới, để chia ra từ phần đó để gửi tới bà con, thì mình mua được cái nào mình mua đó. Nhiều bà con là khó mua không được. Đó, dưới đây là bông ngò gai nè. Đây để cho khô đi rồi xong rồi Khánh sẽ hút lại, gom bỏ vô bịch lại, xong rồi để phân cho bà con. Thôi giờ Khánh đi xuống dưới tiếp ông bà cô bác ơi. Đây cũng nhờ ơn trên phù hộ. Ở trái sầu riêng này chín rồi đó mẹ. Trái sầu riêng trên đây mẹ để trên. Bưng xuống luôn đi, tách ra đi Trang để hư á. Chín quá, đây em bưng em ấy xuống đi, anh bỏ xuống cho. Lấy xuống đi, chín lắm. Tại vì hôm qua là chín rồi đó mà ấy. Giờ để Trang bưng xuống đi cho Khánh ấy xuống để tách luôn. Đây mà cô bán đây, sầu riêng Khánh cũng có đem về để cúng ông bà rồi đấy nè. Rồi bỏ lên Trang nè Trang, hôm qua em tách luôn đi thơm phức nè, thấy không? Ủa trời, trái kia ăn chưa hết luôn hả? Cái kia tách một tí nó xử rồi kìa. Trời ơi tí ăn mà không, bà nội ăn xong rồi con mới ăn chứ. Đừng có đưa về sau, đứng dậy con, không có đưa về té. Tách ra đi lấy cho mà ông nội ăn đi con. Nè sẵn rồi Trang tách ra luôn đi Trang. Tách ra luôn đi rồi. Mai mốt gì anh đem về tiếp. Trời ơi, bán gì để nhà dùng rồi chứ. Rồi giờ tách ra. Trái bự tách ra mà cô bác ơi, sẵn đang đây chuẩn bị đi về mà thôi để đây tách trái này ra luôn. Dạ. Rồi ở dưới còn ấy cho chị hai nữa mà. Wow, đó, trời đã quá. Rửa cái lấy cái dĩa lau cái dĩa đó đi tối tí. Lau chưa? Nè ông bà cô bác ơi. Đó. Cái muỗng cầm quá. Em mua một xíu. Mua này một xíu. Nó bị bể miếng rồi. Đi. Ồ. Wow. Chín mực luôn đã không? Đã nhưng mà có thấy gì đó rồi. Ê mày đừng mà đặt xạo. Cái miếu muối nhỏ nãy con ăn rồi, không ăn nữa đâu nha. Không ăn nữa đâu. Con không biết nữa, cũng học cũng được rồi mẹ, nhưng mà thơm. Mời bà nội đi con. Con lấy mời bà nội đi. Wow. Đây mời cô bác đây. Đây quay qua thấy cái tay của con Trang không thấy cái muối sầu riêng. Cứng đầu chín mít luôn rồi đó mẹ. đâu có, tại vậy á chứ. Này còn không? Còn. Còn đây nữa hả? Trời ơi. Tưởng đâu hết này, trong đây cũng còn được muối. Xé một chút bị sót muối ông bà cô bác ơi. Ở nhà không, ở nhà sử dụng tay không không sao đâu nha ông bà cô bác, chứ không có bao tay mà. Giờ con đi em ra mời ông nội đi con. Mời ông nội đi con. Ơi sâu lấy tay móc kìa. Sâu nãy là sâu ăn nhiều lắm nha. Hết rồi sát rồi. Nè mẹ dùng ý. Mẹ ăn nè, ngon mẹ, thơm ghê luôn, con phức luôn. Nãy chở sầu riêng đi mà đi dọc đường á, dọc đường mà thơm mùi sầu riêng mà đậu đèn xanh đèn đỏ mà người ta nói cái ông này không chở sầu riêng chứ không chở gì hết, thơm, chín mà chín mập luôn mà. Ngọt không mẹ? Ngọt không? Thôi mẹ ăn đi. Mẹ ăn ít thôi, ăn nửa muối thôi. Để ăn sầu riêng đường nó thôi, không cho sâu ăn đâu. Sầu riêng này sầu riêng chín cây luôn á. Thôi không có cho sâu ăn đâu. Đàng hoàng con. Mẹ ăn mà nhé. Mẹ mới ăn cơm xong mà mẹ quất muối sầu riêng này. Rồi ông ba ăn sầu riêng không ba? Rồi ba mẹ ăn ít rồi. tình cảm. Mẹ ăn sầu riêng mẹ ăn ít rồi, tại đường sầu riêng là đường nhiều lắm. Ăn này nó béo. Thôi tí ăn ít tao nha. Không có cho tí ăn nữa đâu, nãy tí ăn rồi mà. Đứng lên. Lát bắt hai về hả? Chút về bắt hai rồi về ăn. Ngồi kia ra ngoài đây ngồi ăn nè. Mời cũng tách hết trái rồi. Tách rồi còn ăn mà còn bỏ tủ lạnh nữa hả mẹ? Trời ơi. Tại mẹ ba chưa ăn mà. Nó bắt hai về ăn sầu riêng đi con. Quên lấy để đưa gửi cho bác ba bánh. Để cho bác ba bánh lấy đi. Không bác ba để mai con đem về. Mấy trái giòn giòn mà nó muối nhiều lắm. Bán vậy có lợi gì đâu đem về. Nè tí con mời mà cô bác ăn. Cô mời mà cô bác ăn. Đợt đó là chín dữ hơn nữa hả? Ê. Mẹ ăn bây giờ mẹ nằm xé lai luôn rồi. Ăn đâu tới nửa muối đâu. Giờ lấy cho ông nội muối nữa kìa tí. Nội ăn. Ông bà nội mỗi coi như là một muối chia đôi. Sao con ngồi vậy đàng hoàng. Ơi tí. Cuối cùng tí nó ăn. Con đưa cho mẹ ăn, con cứ ăn vậy hoài. Đừng có để bỏ tủ lạnh nữa, bỏ tủ lạnh còn nguyên. Rồi bưng qua bác ba với bác hai đậu bảnh này dùng nha. Giờ đi bảnh là không có ăn nữa nha con. Con đi bảnh mà con ngồi con xỉa muối nữa là bó tay luôn đó nha. Cái kim chia ra hết đi để tủ lạnh đấy. Vậy thôi sẵn qua bển đi cho cái bác hai nó đồ ăn luôn lấy tủ lạnh ra cho. Giờ bây giờ ba lấy thêm để rồi quá. Rồi đem bển nè, đủ rồi đó. Rồi qua ảnh cho ba. Cái chiều này chắc mềm hơn nữa rồi. Rồi con bứng này qua cho mời ba bác hai bác ba bển đi. Đi. Nè qua đây cầm nè, bác Tư cầm qua đây. Cầm bển xong bác Tư đi về chứ. Con đi dám đi không? Con dám đi mình không? Mày đạt sạo cái đắt đầu nó chết đầm đàng hoàng con. Để qua coi bác ba chiều về chưa? Chiều bác ba chở dừa nữa. Chiều bác ba trai chở dừa con. Dạ. Đi đàng hoàng con. Đi đàng hoàng té kìa, cầm hai tay con. Cầm hai tay tí đi té đó con, vừa đi vừa nút cái hộp đó. Đây mà cô bác ơi, bây giờ hai chú cháu đem qua bên anh chị ba với chị hai bên này. Giờ tí đem vô nữa mà cô bác ơi. Gõ cửa tí ơi đó, đàng hoàng chừng đổ. Bất ngờ hả? Ê vậy đó. Chào mẹ cô bác ra. Thôi nó chạy vô rồi. Thôi bây giờ Khánh đem giao hàng qua rồi, không bây giờ đi về. Ủa anh Duy chưa về hả chị? Chưa. À. Cái này chú về trễ đẹp. Về về là sớm rồi chứ. Mà hôm 7h30 về nay đã rồi mà. Nãy giờ bển vòng vòng chắc 8 giờ, nãy giờ bển 8 giờ. Rồi ăn sầu riêng đi. Mấy đứa nhỏ ăn sầu riêng đi nha. 8 giờ thiếu sang đây rồi chú Tư về bà nào. Dạ. Cho chú Tư miếng xào xoài rồi. Cho miếng xào. Ê trời trời trời, đụng. Đây xài mời chú Tư con bỏ cái đó xuống. Thôi cầm miếng đó đó. Rồi, bỏ cái này xuống. Cầm miếng của con đó. Rồi, bê hai tay. Con mời chú Tư lên xoài. À. Cảm ơn con nha. Rồi, rồi cảm ơn con nha. Dạ. Thôi chú Tư đi về nha. Dạ. Chú Tư đi về nhà luôn. Dạ. Quay lại con chờ chú, quay đây đây. Quay đây đây, con chờ chú. Rồi, đi coi chừng ba ba cái quạt kìa. Thôi về luôn chị ơi, về để trễ rồi. À. Thì giờ đem về cúng thôi chứ sao. Thôi đi tranh thủ đi về quá. Dạ thôi nãy giờ Khánh cũng ghi hình ở nhà rồi mà cô bác. Thì thật sự thì ghi hình là có sao ghi hình vậy à. Ông bà cô bác xem thấy cảnh nó cứ điệp lặp đi lặp lại thì ông bà cô bác nhớ có gì xem ủng hộ thương Khánh, thương gia đình xem ủng hộ giúp Khánh nha. Mỗi một ngày cảnh thì nó lặp lại nhưng mà sinh hoạt nó có khác nha ông bà cô bác. Rồi thôi bây giờ Khánh với gia đình chúc bà cô bác buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều thành công trong cuộc sống luôn. Rồi cả nhà chào khán giả, chào ông bà cô bác luôn mẹ ơi. Rồi nè, rồi tí đâu chưa phải đi qua thấy hình mới chào đàng hoàng. Rồi rồi thôi bye bye, chào bà cô bác nha.